chân trả để cứu thua. Pha bóng cứu thua cuối cùng là của Đoàn Văn Hậu. Bằng sự lạnh lùng của mình, cầu thủ Thái Lan đã đưa trái bóng đến rất gần với khung thành của Đặng Văn Lâm. Đầu tiên là pha cản phá của Đặng Văn Lâm. Cú đá trượt tiếp theo. Và ở tình huống cuối cùng thì Narubadin đã không thể thắng được pha chơi bóng có thể nói là cực kỳ bản lĩnh của Đoàn Văn Hậu. Và UMA Indonesia hùng dũng chào bóng vào. Ta-da! Đó là tiến lên. Góc quay vừa rồi đã cho chúng ta thấy được gương mặt của Tiến Linh, nhưng có lẽ đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã mở tỷ số cho U23 Việt Nam mở trận chung kết ngày hôm nay. Đúng là những tình huống cố định đang mang lại sự khác biệt rất lớn cho U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Rất chính xác khi mà có đến hai chiếc áo trắng đã bật nhảy rất thoải mái ở tình huống không chiến vừa qua. Đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã chạm bóng cuối cùng và đánh đầu tung lưới của thủ môn Nadio. Đó là bản lĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam. Và đá phạt của Hoài Đức. Trời ơi, không bao. 3-0 rồi. 3-0 và đó là Đoàn Văn Hậu. Cú đúp của số 5 bên phía U23 Việt Nam. Quá tuyệt vời. Và lại là một tình huống cố định mang lại sự khác biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến bây giờ với cách biệt 3 bàn thì chúng ta đang phải nói rất tiến rất gần đến với tấm huy chương vàng lịch sử ở đấu trường SEA Games. Và đá phạt rất khó chịu của Hoàng Đức. Thủ môn Nadio đã tư thế rất bị động ở pha cản phá vừa qua. Văn Hậu đã có mặt rất kịp thời ở góc xa khung thành. Rất hay. Đoàn Văn Hậu. Tuyệt vời. Một siêu phẩm của Đoàn Văn Hậu. Quá tuyệt vời. Một tình huống dứt điểm mà chúng ta không thường xuyên được thấy ở các cầu thủ Việt Nam. Một pha vẩy móng ngoài cực kỳ đẳng cấp đến từ Đoàn Văn Hậu. Và thắng đến từ phút thi đấu cuối cùng. Điều quá tuyệt vời đối với những khán giả có mặt trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay. Kể từ khi vào sân thì Đoàn Văn Hậu đã chơi quá hay. Và bàn thắng vừa rồi đã minh chứng rõ cho điều đó. Chúng ta cùng xem lại pha bóng dứt điểm táo bạo và cực kỳ tinh tế của Đoàn Văn Hậu. Đã không cho thủ thành Mukhani bất kỳ một cơ hội nào. Điểm 10 cho pha dứt điểm vừa rồi của Đoàn Văn Hậu. Đây xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất mà Đoàn Văn Hậu đã từng ghi được trong sự nghiệp của anh. Đó là một tình huống xử lý tốt. Văn Hậu. Nhà bóng ơi, quá hay. Vào! Điều không thể tin nổi đang xuất hiện trên sân vận động ở Côn Sơn. Một pha xử lý tuyệt vời ở bên phía cánh trái của Văn Hậu. Một tình huống nhả bóng lại cực hay. Bàn thắng khiến chúng ta nhớ lại màn trình diễn của chính Quang Hải tại M150 Cup cách đây chưa lâu với hai tuyệt phẩm vào lưới U23 Myanmar. Chuyền bóng Hà Đức Chinh dứt điểm. Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Chinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường truyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Chinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. And they've got the ball in the right part of the pitch. And did they take a shot? What a brilliant goal! Out of the bit of attempt.
He took his chance, and I think it took everyone, including me, by surprise. Bắt đầu, cú đá ngay, tuyệt vời. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật của hiệp đấu đầu tiên là Văn Hậu. 3-0 cho U22 Việt Nam. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về cú đá này của hậu vệ Mao số 20. Và đây không phải là lần đầu tiên Văn Hậu có một pha lập công như vậy. Bóng đi liệng đầy khó chịu và tất nhiên thủ thành Fazio của đội bạn không có một chút cơ hội. Đoàn Văn Hậu vẫn đang là Đoàn Văn Hậu. Một đường chuyền dài. Đó là anh Đức. Rất đơn giản, 1-2 đường chuyền và một tình huống dứt điểm một chạm. Anh Đức đã xuất hiện như từ dưới đất chui lên để ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Quá tuyệt vời khi chúng ta có được bàn thắng mở tỷ số. Cầu thủ chúng ta đang rất cố gắng. Không việt vị. Và cũng không có quả đá phạt góc cho đội bạn. Nỗ lực phòng ngự tuyệt vời của đội bắt đầu. Các cổ động viên Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo cho đến lúc này. Mong là các anh sẽ vẫn tiếp tục thi đấu tập trung và đầy nỗ lực giống như đã làm trong suốt một năm vừa qua. Cơ hội! Dứt điểm! Không vào! Áp sát! Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi. Nhưng Sa Phi đã chơi tập trung. Rất nhiều những đường chuyền ở đoạn ngắn ở bên phần sân nhà để du ngủ đối phương, và ngay lập tức là một tình huống mà thay đổi nhịp độ đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cơ hội với một pha bóng đẹp giữa Công Phượng và Đoàn Văn Hậu. Pha đập nhả tuyệt vời.